chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và mình là Sơn Camera phân khối lớn. Hôm nay mình xin giới thiệu với em một bộ sản phẩm cực kỳ đẹp mắt và cũng có tác dụng bảo vệ cho chiếc xe của anh em. Đó chính là bộ bảo vệ tay côn tay phanh dành cho con Vinex do Moto Tuấn Phát design và sản xuất. Sản phẩm bảo vệ tay côn tay phanh dành cho Vinex của Moto Tuấn Phát design và sản xuất với chất liệu nhôm nguyên khối để trải qua quy trình CLC hiện đại. Cùng với đó là công nghệ sơn inox hiện đại của Nhật Bản. Không thể thiếu được đó chính là bộ phụ kiện, đó chính là gồm ốc inox, anh em về lắp một cái ăn ngay, không cần phải chế cháo gì. Sản phẩm bảo vệ tay côn tay phanh của Vinex gồm có 4 màu: màu vàng, màu rửa, màu đen và màu xanh, phù hợp với từng sở thích và màu xe của anh em. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắp bộ bảo vệ tay côn tay phanh này lên chiếc xe Vinex của tôi đang có tại đây. Mời anh em cùng theo dõi. Đây là bộ sản phẩm bảo vệ tay côn tay phanh mà tôi sẽ chuẩn bị lắp lên chiếc xe Vinex của mình. Ở đây tôi sẽ chọn một bộ màu vàng để làm nổi bật cho chiếc xe, đồng thời cũng làm điểm nhấn giống như là màu của cặp phượng đang trên chiếc xe của tôi. Về đầu tiên cách lắp thì anh em cũng sẽ lắp phần bát bảo vệ vào thanh bảo vệ tay côn. Về chi tiết cách lắp thì tôi đã có một video về hướng dẫn lắp bộ này lên chiếc tầm MV3, anh em có thể làm tương tự như tại nhà. Còn về phần lắp lên chiếc xe Vinex thì sẽ rất dễ và thực hiện rất dễ dàng hơn chiếc của tôi. Con tầm 23 anh em sẽ chỉ cần sử dụng chiếc tua vít bốn cạnh và một chiếc đục thăng long. Đầu tiên anh em để lắp được, anh em cần tháo gù tay lái ở trên xe ra, gù zin ra bằng tua vít bốn cạnh. Tháo rất là dễ, anh em chỉ cần dùng tua vít và vặn. Sau đó anh em sử dụng ốc inox để lắp phần bảo vệ tay côn tay phanh này vào tay lái của anh em. Nhưng anh em cần để ý, ở đây sẽ có một phần cục căn CLC cũng được làm bằng chất liệu nhôm rất là đẹp mắt. Anh em chú ý phải để phần lỗ to này hướng ra ngoài, lỗ bé này hướng vào trong, để khi anh em lắp con ốc nó sẽ ăn phần đầu nó vào, mang lại tính thẩm mỹ cao. Và bên để lắp thì anh em chỉ cần chỉ việc rút vào và dùng lục giác để siết chặt, siết mạnh. Hoàn toàn rất là đơn giản, anh em nào cũng có thể thực hiện được. Việc trang bị bộ bảo vệ tay côn tay phanh lên chiếc xe thì công dụng tôi đã nói rồi, nhưng mà về vẻ đẹp lên mỗi chiếc xe nó sẽ mang lại vẻ đẹp khác nhau. Và với mỗi sở thích của mỗi người thì sẽ có cảm nhận khác nhau. Tôi chọn màu vàng sẽ mang lại một vẻ đẹp điểm đến với chiếc xe, phù hợp với cặp phượng upside down của lốp in con xe của mình. Trên tay ga này anh em cũng làm tương tự, anh em chỉ cần tháo ra, nhưng tôi biết tháo rất dễ dàng. Và anh em hãy tiếp tục luồn con ốc vào cục căng và luồn vào phần bắt ốc ở đây. Anh em chỉ cần nhớ đúng là phần rãnh to sẽ hướng ra ngoài để ăn trọn con ốc vào bên trong, mang lại thẩm mỹ cao hơn. Và siết chặt ốc. Đây có thể nói là món đồ chơi mà lắp dễ, một trong món đồ chơi lắp dễ nhất dành cho xe Vinex, mang lại cho chiếc xe tính thẩm mỹ cực kỳ cao và giúp bảo vệ cho anh em trong nhiều trường hợp. Sau khi đã cố định được hai phần bảo vệ lên tay lái của xe, anh em cần căn chỉnh sao cho độ cao của hai bên tay này bằng nhau để mang lại vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Và bước cuối cùng quan trọng nhất, anh em cần kiểm tra tay ga của xe xem có bị kẹt không. Nếu như bị kẹt thì anh em nên đệm một con nong đen vào bên trong phần trong đây. Nhưng ở Moto Tuấn Phát chúng tôi đã thiết kế để làm sao phù hợp nhất với con Vinex rồi, nên anh em chỉ cần lắp một cái là ngay, nhất không cần phải đi cháo gì, không cần phải khoan đồng gì nữa cả, không cần phải đệm thêm gì cả. Lắp một cái là ngay, ga hoàn toàn là vậy, không hề kẹt đúng gì cả. Anh em có thể thấy rất là đẹp mắt và có công dụng bảo vệ.
rất là hữu ích đối với chiếc xe, cũng như là anh em giúp anh em có thể an toàn trên mọi cung đường. Và vừa rồi mình đã lắp xong bộ bảo vệ tay côn tay phanh lên phần phía dưới của mình ở đây. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Anh em hãy đón xem những clip tiếp theo để đón chờ những món đồ chơi độc và lạ đến từ Mô Tô Tuấn Phát dành riêng cho con viên đấy, cũng như là tất cả các loại xe. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc anh em.